Chào các bạn, mình là Bách, thành viên của công ty S-Connect. Làm YouTube là một công việc thú vị nhưng không hề đơn giản. Và tối ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 điều, 5 khó khăn mà một YouTuber hay gặp phải khi bước chân vào thị trường của YouTube. Nếu như các bạn nghe xong và cảm thấy ok, mình có thể vượt qua được thì xin chúc mừng, các bạn đã có thể bước chân vào thị trường của YouTube được rồi. Còn nếu như cảm thấy áp lực quá thì đi ngủ. Khó khăn đầu tiên đó là về chúng ta cần phải tuân thủ cái lịch trình upload video trên kênh của mình. Có rất nhiều bạn dự kiến là 3 giờ mình sẽ làm xong thumbnail, 4 giờ là chúng ta sẽ tìm ra những cái cụm từ khóa thật là tốt để mà SEO trên kênh của mình, 5 giờ là cái lúc mà chúng ta hoàn thiện được video, chúng ta ghép xong video, và lúc 6 giờ là cái giờ đăng kênh, chúng ta đi nấu cơm, và sau đó là Facebook, TikTok, Instagram và thậm chí là cả YouTube. Có rất nhiều YouTuber nổi tiếng, các bạn đã thấy một ví dụ điển hình như là Giang ơi, thì chị ý rất hay đăng video vào lúc 6 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Thì khi đó thì là cái lúc mà rất nhiều cán bộ công nhân viên chức là người ta quay trở lại gia đình, người ta kết thúc giờ làm việc mà người ta muốn xem một cái gì đó ở trên nền tảng mạng xã hội hay là Netflix chẳng hạn. Và nếu như người ta chọn YouTube thì người ta đã thấy chị Giang ơi ở trên đó. Vậy thì ở cái khung giờ này chị Giang ơi, chị đã chọn khung giờ rất là tốt để mà phục vụ cho những fan là nằm trong cái đối tượng là khán giả mà chị đang hướng tới. Thậm chí là chị còn đưa cả cái khung giờ đó ở trên cái channel ad, cái cover của kênh YouTube của chị. Vậy thì đó, cái việc mà chúng ta tuân thủ cái lịch trình upload chúng ta rất là quan trọng. Cái khó khăn thứ hai đó là trong quá trình mà chúng ta làm kênh YouTube ấy, thì chúng ta sẽ nhận được rất rất nhiều các comment khác nhau. Có comment tích cực, có comment tiêu cực, có comment khen, có comment chê. Thì khi mà chúng ta làm YouTube thì chúng ta cần phải chấp nhận được cái sự thật này. Bởi vì khán giả người ta là những cái người thụ hưởng cái sản phẩm của mình, và do là cái góc nhìn của mỗi người khác nhau thì cho nên là họ sẽ có những cái phản ứng khác nhau đối với cả cái video của mình. Có người thì là haters, có người thì là lovers đó. Và chúng ta sẽ luôn có hai luồng ý kiến trái chiều nhau ở trên phần comment của mình, và các bạn phải chấp nhận điều đó. Có những comment thì thật sự là người ta rất là muốn để mà xây dựng cái kênh của mình được tốt hơn, thì người ta chê rất đúng, và mình nên dựa vào cái điều này để củng cố cho cái nội dung, cho cái content hay cho cái kênh của mình được phát triển hơn. Nhưng có những comment thì nó chỉ là comment rác, comment trash, không cần phải phản bác và thậm chí là dành thời gian để mà chúng ta làm việc khác, thì các bạn hoàn toàn không cần phải để ý và quan tâm quá nhiều. Khó khăn thứ ba khi mà chúng ta gặp phải một số các trường hợp là chúng ta up nội dung lên YouTube nhưng mà lại không có một tí view nào. Thì một số người bạn của mình cũng là những cái người làm về nhiếp ảnh, làm về quay phim, làm về nghệ thuật, thì các bạn ấy vác máy quay ra công viên, ra đường phố để mà quay được những cái thước phim rất là đẹp, nhưng mà khi mà up lên thì lại không có view, thì bản thân họ cảm thấy rất là bực mình. Tại sao cái thước phim đẹp như này, ngon như này mà lại không có một tí khán giả nào xem cả đó. Và tình trạng này kéo dài khiến cho cái người tạo ra content, cái người creator trên nền tảng YouTube cảm thấy là chán nản và trở nên bỏ cuộc trên nền tảng này. Nhất là đối với những các bạn mà newbie, các bạn mới làm YouTuber trên YouTube thì các bạn chưa có một cái tên tuổi nào trên nền tảng cả. Thực ra là có tuổi rồi nhưng mà chưa có tên. Thế thì cái điều mà các bạn cần phải chú ý đó là mình sẽ cần phải kiên trì một chút, bởi vì mình cần phải xây dựng một số cái thương hiệu cho bản thân mình, cần thời gian để thương hiệu nó nổi trên nền tảng, thì lúc đó chúng ta mới mong có được cái chiếm được cái chỗ đứng trong lòng khán giả. Khó khăn thứ tư đó là làm thế nào để chúng ta có thể bật được kiếm tiền kênh YouTube của mình. Có rất nhiều bạn ảo tưởng đó là chỉ cần up nội dung lên kênh YouTube thôi là chúng ta có thể bật được tiền và mang lại doanh thu cho mình. No, các bạn sẽ cần phải vượt qua hai cái ngưỡng của YouTube đặt ra, đó là 1.000 sub và 4.000 giờ xem trong vòng 12 tháng. Khi mà vượt qua điều kiện này thì các bạn hoàn toàn có thể đưa cho YouTube xét duyệt để bật kiếm tiền trên kênh. Hành trình này nó cũng sẽ là một vừa là dài vừa là ngắn đối với những các bạn mà làm YouTube. Thì thực tế thì nó là dài hay ngắn còn tùy thuộc vào cái content các bạn và những cái giá trị content các bạn mang lại cho khán giả nó được ít hay nhiều, tức là khán giả người ta có xem nhiều nội dung các bạn hay không, khán giả có quan tâm đến cái kênh của bạn hay không, khán giả có sub cho bạn hay không, thì đó là những điều quan trọng để chúng ta có thể bật được kiếm tiền trên kênh YouTube. Khó khăn thứ năm ấy là việc mà chúng ta thiếu đi những cái kiến thức về quay dựng video hay là những cái kỹ năng về sử dụng phần mềm để chúng ta có thể tạo ra content để up lên YouTube. Thì thật ra cái khó khăn này lại chính là cái khó khăn mà dễ dàng giải quyết nhất. Cái gì không biết hỏi ông Google, hoặc là các bạn có thể tham gia khóa học online, khóa học offline để trau dồi kiến thức cho bản thân. Các cụ người ta đã dạy rồi đấy, có làm thì mới có ăn. Thực ra không làm cũng có ăn đấy, nhưng mà ăn không được ngon lắm. Vậy thì các bạn hãy cố gắng trau dồi thêm cho mình những cái kiến thức để mà chúng ta có thể tạo ra những content tốt hơn và thu hút nhiều khán giả hơn ở trên nền tảng của chính mình.
Trên đây là 5 khó khăn mà một YouTuber hay gặp phải khi mà dấn thân vào nền tảng YouTube. Đơn giản thôi, các bạn chỉ cần kiên trì sáng tạo nội dung, sáng tạo content của mình thật là tốt để mà content của chúng ta có thể viral được trên nền tảng, thì chúng ta sẽ giải quyết được 5 khó khăn này. Và như các bạn đã biết thì con đường ngắn nhất để dẫn tới thành công đó chính là đi ra thành. Nhưng mình biết một con đường ngắn hơn nữa, đó chính là khóa học sáng tạo nội dung và kinh doanh trên nền tảng YouTube của Học viện S-Connect Academy. Bản thân mình thì rất recommend khóa học này cho những bạn nào mà muốn thành công ở trên nền tảng YouTube. Và chắc chắn rồi, chúng ta nếu như có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong khóa học của S-Connect Academy.